几号？你编号几号？他编号0075。你去过台湾了吗？bạn đi qua Đài Loan chưa? Tôi chưa. Tham hái mấy hiểu? Tại Đài Loan hiểu chinh chi hứng hiểu mà. Ở Đài Loan bạn có bạn bè hay người thân không? Tôi không có. Tham mấy hiểu? Nhi quê châu yên cư chiểu mà. Bạn có hút thuốc hay uống rượu bia không? Tôi không. Tham phú huệ. Nhi mưu chén chân huyên án chua sử mô công chua. Hiện tại ở Việt Nam bạn làm công việc gì? Tham thợ hàn. Tham sư hàn chia cung. Trên Việt Nam, 1个月 xin sủi đô sảo chén. Lương 1 tháng của bạn là bao nhiêu tiền? 3 triệu rưỡi. Đã cài 175 mấy chín 1个月. Tao Thái Loan công chua, nếu của khu chủ yêu nỉ phê cưới cha phan, nỉ nguyên nhi mà? Đến Đài Loan làm việc, chủ sử dụng yêu cầu bạn phối hợp tăng ca, bạn có đồng ý không? Tôi đồng ý. Thái nguyên nhi đó. Tôi chính thiên miên sư được công chua, nỉ ở sở mẫu ôn thí mà? Hôm nay phỏng vấn những công việc này bạn có ý kiến thắc mắc gì không? Tôi không. Tham mấy hiểu số mấy ý kiến? Tôi chính chủ lắm mà. Đều rõ ràng chưa? Rõ rồi. Tham chính chủ lắm. Chính thiên nhỉ khuấy tá được ôn thí nhỉ yêu lão sứ, chuyên sứ, quân nâng chi phiên nhỉ chứ tao mà. Hôm nay trả lời những câu hỏi này bạn phải thành thật, không được nói dối, bạn có biết không? Biết ạ. Tham chưa to lắm. Nà xin trai kế nỉ, thí xa bao, thí xứ xử, chuẩn bị. Bây giờ mời bạn ra bê bao cát 10 lần cho tôi xem. Đấy. Y. Ờ. 3. 10, OK, 10个。